ít quần áo nữa nên là em xả toàn bộ nhá. Xả toàn bộ quần áo nhá mọi người nhá. Xả áo với giá 20k. Cho những bạn nào mà chia sẻ vào ít nhất là 20 hội nhóm và 5 lần trên trang cá nhân của mình nhá. Chào Quỳnh Nguyễn nhá. Những ai đang xem chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài để mua áo với giá 20k nào. Nào mọi người ai đang xem chia sẻ bài cho em nhá. Chào Lan Hoàng, chào bà Lan, bà chào bà Lan nhá. Nào ai đang xem thì chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ bài cho em ạ. Chào anh Trần Mạnh Hùng nhá. Chào chị Thúy nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Để mua áo với giá 20k nhá. Còn một ít áo nữa em xả toàn bộ, xả lỗ toàn bộ nhá. Và giá cực kỳ là rẻ luôn ạ. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chào chị Hiền nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Em bắt đầu xả áo nhá. Áo 2 giây. Đây nhá mọi người nhá. Áo ba lỗ như em đang mặc nhá, 20k nhá. Áo ba lỗ như em đang mặc 20k nhá. Chất cotton rất là mịn luôn. Chất nhà em là hàng shop nên là mọi người yên tâm nhá, không phải là hàng chợ đâu ạ. Còn vài cái ấy, nên là em mới xả hàng với giá như vậy thôi ạ. Còn duy nhất một cái áo màu hồng này với giá 20k. Ai chốt thì chốt cho em nhá. Áo này thì tầm 52kg đổ xuống là mặc vừa áo ba lỗ này. Ra bà nghe không? Đây nhá, áo 2 dây này. Tiếp theo là áo 2 dây này, áo 2 dây 20k còn duy nhất hai cái nhá, hai cái màu bi nhá mọi người nhá. Con đi ra bảo ông đi. Chào chị Ngọc Mai nhá. Ai đang xem bài có thể chia sẻ bài cho em không ạ? Chào Bảo Ngọc nhá. Xả toàn bộ quần áo với giá lỗ luôn ạ. Áo ba lỗ em đang mặc còn duy nhất một cái màu hồng nhá, 20k nhá. Ai chốt áo này thì comment cho em áo ba lỗ cộng số điện thoại nhá. Tiếp theo là áo 2 dây nhá mọi người nhá. Đây áo 2 dây còn duy nhất hai cái màu bi này. Màu này rất là đẹp luôn, màu này cực kỳ là tôn da luôn nhá. 20k áo 2 dây này. 20k áo 2 dây nhá. Chất nhà em là chất cotton nên là mọi người yên tâm nhá. Chào anh Nguyễn Văn Hấn Huấn nhá. Em chào chị Hương tới nhá. Chị Hương chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chào chị Thúy Nga nhá. Đây nhá mọi người nhá. Áo 2 ba lỗ em mặc cho chị nhé. Ok chị Thúy nhá. Chốt áo ba lỗ này cho chị Thúy nhá. Nào còn hai cái áo 2 dây màu bi có ai lấy không ạ? Hai cái áo dây màu bi ai lấy không ạ? Còn duy nhất hai cái nhá, màu này rất là đẹp luôn này, 20k nhá. Ai lấy áo 2 dây không ạ? 20k áo 2 dây này nhá. Đây nhá mọi người nhá. Chất cotton, chất áo này thì tầm khoảng 53kg đổ xuống là mặc vừa cái áo 2 dây này nhá. Chào bạn Chính Vương nhá, chào chị Khổng Hiền nhá. Đây nhá mọi người nhá, áo 2 dây này 24k, à 20k. Còn duy nhất hai cái, ai chốt không ạ? Mặc lên cực kỳ là đẹp luôn, form rất chuẩn luôn. Hàng nhà em là hàng shop nên mọi người yên tâm nhá, chất lượng cực kỳ là tốt luôn. Nếu như mọi người mua cái áo này ở bên ngoài kiểu gì cũng 60.000. Chào chị Dương Kim Anh nhá, chào chị Thảm nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Và em bán giá này cho những bạn nào mà chia sẻ bài nhá. Nếu tí nữa em kiểm tra mà không chia sẻ bài lại sẽ không bán được áo giá như thế này đâu nhá. Chào Bích Phượng nhá. Bích Phượng chia sẻ bài cho chị nhá. Nào áo ba lỗ thì chốt cho chị Thúy rồi, còn áo 2 dây có duy nhất hai cái áo 2 dây màu bi này. Ai chốt không ạ? 20.000, 20k cái áo 2 dây này. 20k nhá. Mẹ cân của con về. Mẹ bảo chị xem cân con vừa mới làm. Em chào chị Nguyễn Mai Hương nhá. Nào có hai chiếc áo 2 dây màu bi này dành cho những bạn nào mà từ 53kg đổ xuống là mặc vừa áo này nhá. Chất cotton co giãn thoải mái luôn. Đây mọi người nhìn thấy không? Chất rất là mịn luôn, mọi người yên tâm nhá. Còn duy nhất hai cái thôi ạ. 20k một cái áo 2 dây như thế này, còn duy nhất hai cái, có bạn nào chốt không? Chốt thì comment cho em áo 2 dây cùng kèm số điện thoại nhá. Chào Huyền Còi nhá, mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Áo 2 dây 20k cho những bạn nào mà chia sẻ bài nào. Chất cotton co giãn thoải mái luôn, mặc chất lên form cực kỳ là đẹp luôn. Nếu ai theo dõi của em hôm qua em like đấy, mặc cái áo này rất là đẹp luôn này. Nào ai chốt áo này không ạ? Còn duy nhất hai cái nhá. Có ai chốt áo này không ạ?
chị xem con đây. Nào mọi người xem ai chốt áo này không ạ? Tiếp theo nhá, em qua mẫu nhá, em chào chị Giang Sơn nhá. Một bán với giá 20k dành cho những bạn nào chia sẻ bài nhá. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Chỉ có nhà em mới bán với giá như thế này thôi ạ. Còn chút áo nên là em thanh lý toàn bộ với giá cực kỳ là sấp luôn, bán lỗ cho mọi người. Đấy, chất nhà em là hàng sấp nên mọi người yên tâm khi mua hàng nhá. Tiếp theo là áo cổ tim này. Đấy, áo cổ tim này 20k. Áo cổ tim 20k này. Có màu vàng này, màu hồng này, màu sen và màu hồng phấn này. Chào Thu Đỡ nha. Chào Thu Đỡ nha, mọi người chia sẻ bài cho em nhỉ. Mọi người chia sẻ bài cho em nào. Nào áo cổ tim 20k nào dành cho những bạn nào mà chia sẻ nào. 20k dành cho những bạn nào chia sẻ. Còn duy nhất 3 cái nhá. Cho chị áo cổ tim. Ok chị Khẩu Hiền nhá, chị lấy màu gì ạ? 20k một cái nhá. Chị Hiền lấy tất 3 cái đi. Lấy tất 3 cái đi. Có màu vàng, màu hồng sen và màu hồng phấn nhá. Rất đẹp, toàn những màu trắng thôi. Cho chị cái hồng sen nhé. Ok nhá, cái hồng sen này cho chị Nguyễn Mai Thương này. Chào Thu nhá, lâu lắm rồi không gặp. Chào Lê Yến nhá, màu vàng và sen. Ok nhá, chốt màu vàng và màu sen cho chị Khổng Hiền nào. Nào còn ai chốt thêm áo này không ạ? 20k áo cổ tim này rất là đẹp, lên phong cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, màu vàng này rất là trắng da nhá. Hai cái thôi, ok chị Khổng Hiền nhá. Chốt hai cái áo cổ tim, một màu vàng một hồng sen cho chị Khổng Hiền nhá. Nào 20k áo này dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài của Linh nhá. Nào ai chốt áo này đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, áo này quá khỏe luôn. Áo này hàng nhà em là hàng shop nên mọi người yên tâm luôn. Đây cái chất cốt tông nó mịn lì đi, nó không giống như hàng mọi người mua ở ngoài chợ đâu. Đấy nên là mọi người yên tâm nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài nào. Nhìn cậu khác quá. Tứ già rồi. Tứ lấy chồng hai đứa con rồi. Thu sắp lấy chồng chưa? Tí lên lấy. Chị Hiền ơi, chiều nhá, chiều em chiều lên nhà em nhá. Bây giờ em đang ở trên ngoại. Còn phấn không? Hồng phấn, còn hồng phấn chị Mai Thương ơi. Còn hồng phấn với hồng sen nhá, còn vàng luôn nhá. Đấy ai lấy cái màu nào thì chốt luôn cho em nhá, chỉ còn vài cái thôi ạ. Còn vài cái thôi nhá. Chào anh Hùng Tony nhá. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Bán giá này với những bạn nào mà chia sẻ bài nhá. Tí mà em kiểm tra mà mọi người không chia sẻ bài cho em là em không bán được với giá này đâu. Em chào anh Văn Hiền nhá. Ok, cảm ơn chị Khổng Hiền nhá. Cho chị Khổng Hiền hai cái nhá. Nào, ai lấy tiếp không ạ? Tớ chưa cậu ơi. Lấy chồng đi Thu Đỡ ơi. Anh nó lấy chồng rồi. Lấy chồng sắp hết rồi. Lớp nhóm lấy chồng hết rồi. Đây nhá, màu hồng sen này cũng rất là đẹp này. Màu hồng phấn này rất là đẹp luôn này mọi người này. Nào ai chốt không ạ? 20k áo này dành cho những bạn nào chia sẻ bài. Ai chốt không ạ? Chào Thanh Thanh nhá. Mọi người ai chốt áo này không ạ? 20k dành cho những bạn nào chia sẻ bài nào. 20k dành cho những bạn nào chia sẻ bài nào. Chỉ còn một ít thôi nên em bán giá cực kỳ là rẻ luôn nhá. Mọi người yên tâm luôn nhá. Rất thì khỏi phải nghĩ luôn nào. Em qua mẫu nhá. Chào. Chào chị Hương Nga Đăng nhá. Bán nợ không em? Bán nợ luôn anh Hùng ơi. Mình chia sẻ nhưng không mua thì có được tặng không? Ok, Phượng tặng luôn. Nào 20k áo cổ tim này chỉ còn vài cái thôi. Ai chốt nó không ạ? 20k áo cổ tim này quá rẻ luôn. Mọi người mua ở ngoài kiểu gì cũng 60-70 nghìn áo cổ tim nếu chất như thế này. Đấy, 20k áo này. Nào có ai chốt không ạ? Có ai chốt áo này không ạ? Chỉ còn vài cái thôi nhá. Chỉ còn vài cái thôi ạ. 20k áo đấy. Nào em chuyển mẫu nào. Em chuyển mẫu nhá. Bắt đầu là tiếp theo là áo sơ mi này. Em mặc vào cho mọi người xem này. Áo sơ mi này. Bao giờ về mới lấy chồng? Thu bây giờ làm ở đâu hả Thu ơi? Chào chị Thúy Hùng nhá. Chào chị Linh Quỳnh Trần nhá. Xả hàng lỗ luôn này. Giá cực kỳ là sốc. Mọi người vào chia sẻ bài giúp em nhá. Ok chị Huyền nhá. Bán chị luôn.
em mua tặng vợ. Bán luôn này. Tiếp theo là áo sơ mi nhá mọi người nhá. Áo sơ mi chất rất là đẹp luôn, đủ các màu cho các chị lựa chọn luôn này. Từ đang bên Nhật à, thế à? Sướng nhất những bạn nào mà chưa lấy chồng vẫn còn được tung tăng chơi chán. Như tớ với anh ấy, suốt ngày bận con này chả đi đâu được đây này. Vậy nó em bị đuổi rồi, bị đuổi ra khỏi nhà rồi đây này. Chào anh Trần Mạnh Tùng nhá. Nào tiếp theo là mẫu áo sơ mi nào. 70k áo này, áo sơ mi này, đủ các màu cho anh chị lựa chọn nhá. Màu xanh em đang mặc rất là đẹp luôn này. Sơ vin với quần bò, sơ vin với chân váy cực kỳ là đẹp luôn này. Bùi Thị Lan, chị ở đâu? Chị ơi em ở Hồng Quan chị nhá. Em ở chợ Hồng Quan ạ. Có ai chốt áo này không ạ? Đủ các màu cho các chị lựa chọn này. Màu đỏ này, màu xanh, màu vàng. Đây, đợi em lấy nha. Nào ai chốt áo này không ạ? Lấy chồng cũng thích chứ lại. Thích cái gì? Tớ bị đuổi đây. Bị đuổi lên ngoài mấy hôm rồi này. Áo sơ mi này bao nhiêu anh? Anh Hùng Tony ơi, áo sơ mi này em xả toàn bộ nhá. Áo sơ mi 70k nhá. 70k dành cho những chị nào mà chia sẻ bài nào. 70k áo này, ai chốt áo này không ạ? Có các màu nhá. Có các màu nhá. Áo cổ tim phấn hồng nhé. Chị áo cổ... Ok, chị Hương Nga Đăng nhá. Chị cho em số điện thoại kèm theo địa chỉ nhá. Chị cho em số điện thoại kèm theo địa chỉ nhá. Chào chị Thùy Thái nhá. Nào áo sơ mi có các màu luôn này. Có các màu luôn này các chị. Thi thảm về ngoại chơi cho bố mẹ đỡ nhớ. Nhà tớ gần mà tớ lấy chồng gần nên là cứ tuần tớ lên lần hai lần. Ông bà chán rồi không muốn tiếp nữa rồi. Chào chị Quỳnh Trang nhá. Nào ai chốt áo sơ mi không ạ? 70.000. Chị cái màu vàng. Chị Yến ơi, chị lấy áo cổ tim à hay là áo sơ mi đấy? Áo sơ mi có màu vàng này, chị lấy áo cổ tim hay là áo sơ mi đây? Chào Khánh Nguyên nhá. Nào 70k áo này dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài nào. Các màu nhá, màu xanh tớ đang mặc này, màu hồng cũng rất là đẹp luôn này. Em chào chị Quỳnh Trang xinh gái nhá. Đây này, màu vàng này, đấy. Màu vàng này mặc lên cũng rất là trắng da. Ok. Ok chị Hương A Đăng nhá. À bây giờ em nhận ra chị. Áo sơ mi. Ok chị Yến nhá, chốt cái áo màu vàng này cho chị Yến nhá. Nào ai lấy áo sơ mi nữa không ạ? 70k. Chồng đuổi thôi. 70k áo này nhá. Chào Quang Ngây Ngô nhá. 70k áo này ai chốt không ạ? Áo này mọi người mua ở ngoài phải có 160-170 nghìn nhá. Không nói phép tí nào đâu ạ. Áo hàng em hàng shop mọi người yên tâm về chất không phải nghĩ luôn. Đấy, đây này. Đấy mọi người nhìn thấy không? Em mặc lên phong cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mọi người sơ vin với quần bò nhá, sơ vin với chân váy cực kỳ là đẹp luôn này. Các màu nhá, các màu để cho các chị lựa chọn nhá. Ok, chị Nguyên Yến nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chỉ bán hàng dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài với giá như thế này thôi ạ. Nào, các màu sơ mi này các màu nhá. Chào chị Phương tới nhá. Đẹp quá. Em cảm ơn chị Quỳnh Trang nhá. Nào 70k áo sơ mi như thế này có các màu luôn ạ. Có các màu luôn ạ. Đến thao của mọi người lựa chọn. Ôi sao bạn Quỳnh Vũ muốn tham gia video à? Xong chưa? Nào, đủ các màu cho các chị lựa chọn nhá. Đây nhá, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn này. Màu xanh này cũng rất là đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Ai chốt áo sơ mi không ạ? Ai chốt áo sơ mi không ạ? 70k một cái áo sơ mi nhá mọi người nhá. Tha hồ cho các chị lựa chọn luôn này. 70k một cái áo sơ mi này. 70k một cái áo sơ mi nhá. Em chào chị Phương tới nhá. Chiều qua đưa chị được không? Ok chị Yến nhá, chiều em qua em đưa nhá. Chiều nào em cũng phải đi ship mà. Ai chốt áo sơ mi nữa không ạ? Áo chất đẹp quá. Em cảm ơn chị Phương tới nhá. Áo sơ mi này chất rất là đẹp luôn ạ. Chất rất là đẹp luôn ạ. Chào chị Minh Thu nhá. Đây nhá, chốt áo vàng cho chị Yến rồi. Còn có các màu nhá các chị nhá. Màu xanh em đang mặc rất là đẹp luôn này. Màu hồng này cũng rất là tôn da, toàn những màu tôn da nên là mọi người yên tâm luôn nhá. Mua hàng nhà em thì chất không phải nghĩ đâu ạ. Chị Thu Nguyễn ơi, em ở Ngọc Quan nhá. Em ở Ngọc Quan nhá, em ship COD toàn quốc nhá. Nếu chị nào mà đặt hàng thì con mừng trên số điện thoại kèm theo địa chỉ nhá. Em xả hàng chỉ còn vài chiếc áo nên em xả hàng với giá cực kỳ là sắp xả lỗ luôn cho mọi người đấy ạ. Hàng em làm sắp nên các chị mua hàng em yên tâm nhá.
Em chào chị Thu nha, em chào chị Kim Phượng nha. Ai đang xem chia sẻ bài cho em ạ? Bán hàng với giá cực kỳ là sốc dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài nhá. Ai đặt hàng mà tính không chia sẻ bài giúp em là em sẽ không bán với giá như vậy đâu ạ. Các chị chia sẻ bài cho em nha. Nào áo sơ mi này 70k nào, 70k dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài nào. Mặc lên form cực kỳ là chuẩn luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Em chào chị Rồng Đỏ nhá. Nào ai chốt áo sơ mi ạ? Về các màu nhá, các màu cho các chị lựa chọn luôn này. Đấy. Bóng đưa cho mẹ màu cái màu đỏ được con. Đưa cho mẹ cái màu đỏ. Đây này cái màu đỏ nó rất là đẹp luôn này. Đấy, màu sen này đẹp này. Đây nhá. Cái màu đỏ nó cũng rất là đẹp luôn này các chị này. Em chào chị Nghiêm Thúy nhá. Nào ai chốt không ạ? Ai chốt áo không ạ? Có 3 màu nhá. Màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Đấy. Màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Đây còn cái màu xanh này nữa này, màu xanh này thì cũng rất là đẹp luôn. Những bạn nào mà gầy gầy thì mặc màu sáng này rất là ok này. Còn màu nào không cho chị một cái nào. Chị Thu ơi, còn 5 màu nhá. Còn 5 màu nhá, màu xanh em đang mặc nhá. Màu xanh nè. Màu hồng nè. Màu đỏ nè. Đây nhá. Màu đỏ này nhá. Và màu xanh này nữa. Chị chốt màu nào? Màu xanh em đang mặc đấy cũng đẹp này. Nào ai chốt áo sơ mi không ạ? Chỉ còn vài cái áo sơ mi thôi nhá. Em chào chị Hà Trinh nhá. Ai đang xem có thể chia sẻ bài cho em được không ạ? Ai đang xem chia sẻ bài cho em đúng không ạ? Thu chia sẻ bài cho em nhá. Nào mọi người vào xem ạ. Bán quần áo xả hàng toàn bộ với giá lỗ luôn. Cực kỳ là đẹp luôn. Chất nghe em chất hàng sóc nên mọi người yên tâm luôn nào. Ai mua không ạ? 70k một cái áo này chỉ có nhà em bán với áo với 70k. Không ai bán cái áo này 70k đâu ạ. 70k áo này ai chốt không ạ? Chỉ còn vài cái thôi này. Đấy, chất cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn em mặc không? Form rất là chuẩn, rất là đẹp luôn. Áo này thì tầm 53kg, 53-54kg đổ xuống là mặc vừa áo sơ mi này nhá. Đấy, 53-54kg mặc vừa áo sơ mi này có size S và size M nhá. Size M thì từ 53-54kg đổ xuống. Còn size S thì dành cho những bạn nào mà đang học cấp 2, cấp 3 thì có thể vừa áo size S. Bạn gầy gầy. Nhà mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nào. 70k áo này quá là rẻ luôn. Quá là rẻ luôn. Chào anh Hà Văn Cường nhá, chào Thu Phương mới kết nối với bạn. Chào anh Lâm Vinh nhá. Nào có ai chốt không ạ? Còn ai chốt không ạ? Đây nhá, còn một màu này nữa này. Còn một màu này nữa nhá các chị nhá. Đây còn màu này nữa nhá. 70k áo sơ mi này còn ai lấy nữa không ạ? 70k áo sơ mi này nhá. Chị Lý Vi Phạm ơi, chị gửi cái kẹp điện thoại cho em chưa? Em vẫn chưa có thời gian lấy, đang ở chơi trên nhà bà ngoại nên chưa có thời gian ra lấy. Chị cứ gửi chị Tranh cho em cũng được mà. Không thì chiều em qua em lấy. Nào áo sơ mi ai chốt nữa không ạ? 70k cái áo sơ mi này nhá, chất cực kỳ là đẹp luôn, lên form cực kỳ là chuẩn nhá. Kết hợp với quần bò hoặc là chân váy nhá, thoải mái luôn, mặc rất là điệu đà, rất là đứng đắn luôn. Đấy, mọi người thấy không? Lên form rất là đẹp nhá. Hàng nghe em chất nên mọi người yên tâm nhá. Mọi người yên tâm nhá. Ai chốt áo sơ mi không ạ? Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Lượng view lại tụt xuống rồi. Chị gửi rồi. Ok, em cảm ơn chị Lý Vi Phạm nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Áo sơ mi này 70k nào. 70k dành cho những bạn nào chia sẻ bài. 70k nhá. 70k dành cho những bạn nào chia sẻ bài. Ai chốt nó không ạ? Cũng có các màu cho các chị lựa chọn nhá. Ai lấy áo sơ mi này thì comment cho em số điện thoại cộng sơ mi nhá. Số điện thoại cộng sơ mi nhá. Tiếp theo em sẽ thử qua mẫu cho mọi người xem cái áo ba lô này nhá. Mặc rất là đẹp luôn này. Ai lấy áo sơ mi thì chốt cho em nhá. Chốt cho em số điện thoại cộng với sơ mi nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chào chị Dương Kim Anh nhá. Nào ai chốt áo sơ mi thì comment cho em số điện thoại cộng sơ mi nhá, em sẽ gửi hàng nhá, ship sale lên toàn quốc. Tiếp theo là áo ba lỗ này. Màu này cực kỳ là đẹp, màu này cực kỳ là sáng da luôn. Đấy. Đây áo cổ bẹ này. Mọi người có thể mặc với quần bò, quần đùi bò, quần sóc, rất là đẹp luôn. Em mặc lồng. Em mặc lồng nên là nhìn nó hơi cộm một tí. Cái màu này rất là sáng da luôn này. Có màu xanh, màu đen và màu trắng nhá. Màu xanh, màu đen và màu trắng cho các chị lựa chọn này. Còn ba cái thôi ạ.
Ai chốt thì comment nốt cho em nhá. 50k áo này nào. 50k áo này ai chốt không ạ? Đấy. Mặc với quần sóc thì cực kỳ là đẹp luôn. 50k áo này ai chốt không ạ? Rẻ rất lại đẹp. Ok, cảm ơn chị Thương nhá. Nào mọi người chia sẻ bài thêm nào. Chia sẻ bài để lượng view tăng lên nào. Mọi người chia sẻ bài cho em nào. Đây nhá, áo ba lỗ này em bán với giá 50k. Ai chốt áo này không ạ? Có 3 màu nhá, màu xanh, màu trắng và màu đen nhá. Em chào anh Lê Trung, à Trung Chó nhá. Nào, ai đang xem thì chia sẻ bài cho em nhá. Bán áo này với giá 50k. Em đang ở trên bà ngoại. Và bán áo này với giá 50k nhá. Nào ai chốt không ạ? Ai chốt thì comment cho em áo ba lỗ nhá. Áo ba lỗ 50k nhá. Nào, cộng số điện thoại. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Áo này thì còn có 3 màu thôi ạ, màu xanh, màu đen và màu trắng nhá. Ai chốt thì chốt luôn cho em nhá, chỉ còn 3 màu thôi. Màu xanh này rất là đẹp và tôn da này. Mọi người mặc kết hợp với quần sóc bò và rất là đẹp luôn áo này nhá. Áo này thì tầm 53-54kg đổ xuống là có thể vừa nhá. Lại nói láo. Nào ai đang xem chia sẻ bài cho em nhá. Ai đang xem chia sẻ bài cho em nhá. Ai chốt áo này thì comment cho em áo ba lỗ nhá. Áo ba lỗ kèm số điện thoại nhá. Màu này rất là đẹp, rất là tôn da luôn. Rất là đẹp, rất là tôn da luôn. Em chuyển mẫu nhá. Chị không xem được. Mạng kém quá à chị ơi. Khi mà em kết thúc livestream mọi người có thể cho xem lại. Ai chốt áo gì thì có thể inbox cho em nhá. Chào chị Phùng Thị Hoa nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài để mua với giá cực kỳ là sốc nào. Nào ai chốt áo này không ạ? Áo này 50k nhá. Áo em đang mặc 50k nhá. Mọi người có thể kết hợp với quần đùi bò. Quần đùi bò 50k áo này quá là rẻ luôn. Áo chất thoải mái, rất là mát luôn. Chất này rất là mát nhá. Chất này rất là mát nên là mọi người yên tâm nhá. Mạng của em kém đó Thương. Anh ok lắm. Ok nhá. Mọi người có thể chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ bài đi ạ. Ai chốt áo này không ạ? 50k nhá. 50k áo này ai chốt không ạ? Mọi người có thể kết hợp với quần sóc. Rất là đẹp luôn. Cái chất áo em đang mặc này rất là mát nhá. Chất em đang mặc rất là mát. Chỉ còn duy nhất 3 cái thôi. Chào chị Hà Lan nhá. Áo em đang mặc chỉ còn duy nhất 3 cái. Màu trắng, màu xanh và màu đen. Ai chốt thì comment cho em áo ba lỗ kèm số điện thoại nhá. Em ship COD Tổng Quốc nhá. Chất hàng nhà em thì mọi người yên tâm. Hàng shop thì mọi người không phải lo lắng gì với chất nhá. Bởi vì còn ít hàng nên là em xả lỗ toàn bộ luôn. Ai chốt áo này thì comment cho em luôn nhá. Nào ai chốt áo này thì comment luôn cho em nhá. Cái đang mặc có không? Chị Hà Lan ơi, cái em đang mặc còn nhá. Nếu chị Hà Lan chốt thì cho em số điện thoại nhá, kèm địa chỉ nhá. Áo này mặc rất là đẹp này, tôn da cực kỳ luôn. Tôn da cực kỳ luôn, còn duy nhất 3 cái thôi ạ. Ai chốt áo này thì comment luôn cho em nhá. 50k áo này nhá, mọi người yên tâm về chất luôn ạ. 50k áo này nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Chị Hà Lan nếu chốt áo này thì comment cho em số điện thoại kèm theo địa chỉ nhá. Chào chị Hà Vũ nhá. Ai đang xem thì có thể chia sẻ bài cho em không ạ? Để em qua mẫu nhà qua mẫu nhá. Qua mẫu khác nha mọi người nhá. Chị lấy bao nhiêu cân mẹ? 280.000. Chị Hà Lan cho chị cái đi. Ok, em chốt cái này cho chị Hà Lan nhá. Chị Hà Lan cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Chị Hà Lan chốt cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Chào bạn Trang Trang nhá. Ai đang xem có thể chia sẻ bài cho em không ạ? Còn duy nhất bạn hai cái thôi ạ. Còn duy nhất hai cái này ai lấy không ạ? Ai chốt thì ok. Ok chị Hà Lan. Bây giờ em mới nhận ra. Không biết Hà Lan nào. Ok nhá. Nào mọi người ai chốt không ạ? Còn hai cái nhá. Còn hai cái ai chốt áo này không ạ? 50k áo này nhá. Mặc lên này rất là đẹp luôn. Màu cực kỳ là tươi nhá. Chào chị Thùy Dương nhá, chào Trần Việt Dung nhá. Ai đang xem có thể chia sẻ bài cho em ạ? Áo này 50k ai chốt nốt không ạ? Còn hai cái nhá, 50k. Còn hai cái ai chốt thì comment cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Còn duy nhất hai cái thôi ạ. Ai chốt không ạ?
jean với quần bò, sơ jean với chân váy cực kỳ là đẹp này. Còn duy nhất một cái màu xanh này. Còn duy nhất một cái màu xanh này. 50k nào. 50k nốt áo này nào. Áo màu xanh ai lấy thì comment luôn cho em nhá. Còn duy nhất một cái đây ạ. Màu cực kỳ là đẹp, tươi tắn luôn, chất này. Chất ok luôn. Trang Trang ơi, mình ở Ngọc Quan nhá bạn nhá. Hàng nhà mình là hàng shop nên mọi người yên tâm nhá. Mọi người yên tâm. Còn vài cái nên là mình xả lỗ cho mọi người thanh lý toàn bộ, không có thời gian bán nên mình xả lỗ hết. Ai lấy gì thì comment luôn cho mình nhá. Đây nhá mọi người nhá. Còn duy nhất một cái này 50k nào. 50k áo nào. 50k ai chốt áo này không ạ? Còn duy nhất một cái nhá. Còn duy nhất một cái ai chốt cái này không ạ? 50k này. 50k áo này ai chốt không ạ? Ai chốt áo này thì comment luôn cho em nhá. Còn duy nhất một cái này. Còn duy nhất một cái 50k này. Nào ai chốt không ạ? 50k. Con đưa vào túi sách mẹ. Đưa túi sách mẹ. Đây mẹ cần gì? Nào 50k áo này ai chốt không ạ? Ai chốt áo này không nào? 50k. Hả? Bạn bè. Thế sao con đưa vào kia cho mẹ? Có áo trễ vai không? Bà ơi mình không có áo trễ vai nhá. Áo hai dây thế có nhá. Không áo trễ vai đâu hết rồi. Hết sạch rồi. Ơ mẹ đang lại mình đi ngồi đây. Em chào chị Thùy Linh nhá. Mọi người chia sẻ bài thêm nhá. Bán hàng với giá cực kỳ sốc dành cho những chị nào mà chia sẻ bài nhá. Em chào chị Thu Huyền nhá. Nào áo này với giá 50k là sơ vin với quần bò, sơ vin với chân váy cực kỳ là đẹp. Áo cu đạt. Cái gì? Áo cu đạt. Chị mặc được không em? Áo cu đạt nào nhỉ? Áo nào chị Thúy ơi? Áo nào nhỉ? Chào cô Thanh Nguyên nhá. Áo nào của chị Thúy? Nào còn một cái áo này ai lấy nốt ạ? 50k nào, 50k một cái áo này nào. Ai chốt nốt thì comment luôn cho em nào. Chào cô em nhá. 50k áo này ai chốt nốt ạ? Còn duy nhất một cái nhá. Áo này sơ vin với chân váy, sơ vin với quần bò rất là đẹp luôn. Còn duy nhất một cái, nếu ai chốt thì chốt nốt luôn cho em nào. Còn duy nhất một cái, chào chị Huyền Linh nhá. Áo này cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Bán hàng với giá cực kỳ là sốc dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài. Nếu không chia sẻ bài là không thể bán với giá như thế này được đâu ạ. Nào mọi người chia sẻ bài giúp em như nào. Còn duy nhất một cái áo này 50k ai lấy không ạ? Ai chốt nốt không ạ? 50k một cái áo này nhá. Có quần đùi không em cho chị cái. Có quần đùi chị ạ, nhưng em lại không cầm ở đây chứ lại. Em đang ở trên ngoại, em cầm có vài cái đi thôi. Chị Thương ơi, chiều em cầm áo ra xong em cầm vài cái cho chị chọn nhá. Nào áo này 50k. Áo xanh đấy. Áo này nhá. Chị vừa chị Thúy ạ. Áo xanh này chị thửa thoải mái vừa luôn. Áo này thoải mái vừa mà. Áo này nó co giãn thoải mái luôn đây này. Co giãn thoải mái. Mấy chị trên người chị có to đâu. Chị có to nhưng mà sợ không vừa. Áo nữ mà chị. Áo này áo nữ. Bởi vì nó có cái bông hoa ở đây mà tự nhiên đạt mặc cái trông là ái quá. Áo này là áo nữ nhá. Nào mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Nóng quá mọi người chia sẻ bài cho em nhá. 50k áo này ai chốt không ạ? 50k áo này nhá. 50k áo này ai chốt thì cho luôn cho em nhá. Kèm số điện thoại nhá. Ai chốt thì chốt luôn cho em, kèm số điện thoại luôn nhá các chị nhá. Tiếp theo này mọi người này. Ừ chị cảm ơn em cảm ơn chị Thương nha. Tiếp theo này mọi người này, áo phông chữ này. Còn duy nhất một cái màu đen. Còn duy nhất một cái màu đen. 50k ai lấy không ạ? 50k áo này ai lấy không ạ? Áo chữ màu đen nhá, chất rất là đẹp luôn này nên mọi người yên tâm luôn này. 50k áo này nhá. Bán xả hàng, bán giá lỗ luôn cho những bạn nào mới chia sẻ bài nhá. Chỉ còn vài cái em bán xả lỗ luôn nào. Ai vào xem thì có thể chia sẻ bài xem không ạ? 50k áo này nhá, nào ai chốt không ạ? Chào chị Nam Mi nhá. Chào chị Nam Mi nhá. Nào ai chốt áo này không ạ? 50k nào, 50k áo này. 50k áo này ai chốt không ạ? Còn duy nhất một cái áo này màu đen nhá, mặc lên phong cực kỳ là đẹp luôn. Bạn nào mà muốn em mặc áo nào thì comment cho em nhá. 50k áo đấy, nào ai chốt không ạ? À đây còn một cái nữa. Hai cái áo này. Chị có áo ba lỗ không? Chị Thanh Thanh ơi, có áo ba lỗ như em đang mặc này. Có áo ba lỗ như em đang mặc này.
Vâng ạ. À, có áo ba lô nha, em đang mặc đây, còn hai cái này ai chốt luôn cho em ạ? À? 50k áo này nhá. 50k áo này. Ai chốt áo này thì comment luôn cho em này. Có duy nhất hai cái thôi. Ai lấy áo này thì comment cho em nhá. Đây nhá chị nhá, áo ba lô như em đang mặc đây nhá. Đấy. Có áo ba lô thì em đang mặc, còn duy nhất còn mấy màu không biết ạ. Còn áo ba, có áo ba lô như em đang mặc nhá. Thì áo hai dây nhá. Đấy, áo hoa dây này mặc cực kỳ là đẹp luôn này. Ai theo dõi livestream ngày hôm qua thì biết mặc áo này rất là đẹp luôn này. Áo này mặc lên form cực kỳ là chuẩn. Còn duy nhất hai cái màu bi nhá. Ai chốt nốt không nào? Ai chốt nốt không nào? 20k áo này ai chốt không ạ? 20k áo hai dây màu bi. Ai chốt thì comment luôn cho em nào. Mọi người chia sẻ bài cho em nhé. Mọi người chia sẻ bài cho em nào. 20k áo hai dây này, 20k áo ba lỗ này em đang mặc này. Nào ai lấy thì chốt luôn cho em nào. Đấy. Đây nhá mọi người nhá. Áo hai dây này mặc lên rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn. Áo này tôn da cực kỳ. Nếu ai chốt áo này thì comment luôn cho em nhá. 20k một cái áo này dành cho những bạn nào mà chia sẻ bài. Chào anh Phương Vê Ba nhá. Nào mọi người chia sẻ bài cho em đi nào. 20k áo xanh chị vừa cởi có màu khác không? À, Thanh Thanh ơi, màu xanh này có màu trắng với màu đen ấy. Cái áo chị vừa mặc ấy có màu trắng và màu đen nhá. Ba lỗ bao nhiêu? Ba lỗ như em đang mặc là 20k nhá. Xả tới cho những bạn nào mà chia sẻ bài nhá. Chị Lê Anh Hồng nhá. Chị Lê Anh Hồng bạn đặt hàng đúng không ạ? Con cất ra ngoài ví cho mẹ đi, không để nó rơi mất. Ba lỗ bao nhiêu? Áo ba lỗ này 20k nhá mọi người nhá. Áo ba lỗ này 20k nhá. Nào ai chốt áo này không ạ? Chị Lê Anh Hồng cho chị Lê Anh Hồng như qua đặt em đơn thì phải. Nào, ai chốt áo này không ạ? Ai chốt thì chốt luôn cho em nhá. Nào, áo cổ tim này. Áo cổ tim này 20k cho những bạn nào chia sẻ bài nào. Áo cổ tim 20k dành cho những bạn nào chia sẻ bài nào. Áo đang mặc bán không? Có anh ơi, áo đang mặc có bán nhá. Áo đang mặc có bán nhá. Ai chốt áo gì thì comment luôn cho em nhá. Áo đang mặc là 20k nhá. Áo cổ tim này, các chị này. Cho tớ ba lỗ hồng. Ok, chị Lê Thị Anh Hồng nha. Nào, áo cổ tim này, ai chốt không ạ? 20k này, áo cổ tim này. Đấy. Cực đẹp luôn, cái màu vàng này rất là tôn da. Còn có 3 màu ạ. Còn có 3 màu nhá, màu vàng, màu hồng phấn, màu hồng sen nhá các chị nhá. Toàn những màu đẹp thôi ạ. 20k áo này, ai chốt không ạ? Ai chốt không ạ? Chị lấy hai dây cho Linh nhé một chiếc. Ok chị Thúy nhá, chốt một cái áo hai dây cho chị Thúy nhá. Còn một cái áo hai dây nữa, còn ai lấy chốt nốt không ạ? 20k một cái áo hai dây này ai chốt nốt không ạ? 20k áo hai dây này ai chốt nốt không ạ? 20k áo này này, mặc rất là đẹp luôn mà. Áo này mặc không bao giờ bị hở đâu ạ. Mọi người yên tâm nhá, không bao giờ bị hở. Nào ai chốt nốt áo hai dây nào không ạ? Áo hai dây 20k nào, còn duy nhất một cái này. Còn duy nhất một cái này, em chào chị Linh Nguyễn nhá. Nào, áo cổ tim này, áo cổ tim 3 màu. 20k một cái này. 20k một cái cũng có 3 màu này. Màu vàng, màu hồng, sen và màu hồng phấn này. Ai chốt không ạ? 1-2 giây nữa nhé. Ok, chị Lê Thị Ánh Hồng nhá. Chốt nó một cái 2 giây cho chị Lê Thị Ánh Hồng nhá. Chiều em gửi hàng toàn bộ mọi người nhá, không thiếu ai đâu ạ. Hôm qua mà em chưa gửi hàng được thì chiều nay em sẽ gửi nốt nhá. Nào, áo cổ tim nào. Áo cổ tim chỉ có vài cái thôi ạ, chất cực kỳ là đẹp luôn này, co giãn thoải mái luôn, áo này không bao giờ bị chảy nhá. Mọi người cho vào máy giặt đánh tục tóe này, không bao giờ bị xù luôn ạ. Áo hai dây này có 3 màu này, màu vàng, màu hồng và màu sen và màu hồng phấn, ai lấy không ạ? Màu vàng, màu hồng, sen. Em chào chị Nga xinh gái nhá. Nga xinh gái chào em cửa. Nào, còn duy nhất mà ba màu nào ai chốt nốt cho em ạ? Ok chị Thùy Linh nha. Nào ai chốt nốt không ạ? Chào anh Điên, anh Mất Dạy nha. Chào anh Mất Dạy nha. Chào bà anh Mất Dạy nha. Chào. Ok chị Linh nha. Xin chào. Nào. Chào. Ba còn ba màu áo cổ tim nào 20k ai chốt nốt không ạ? Màu rất là đẹp luôn này. Không lấy thì phí cải cuộc đời.
Em cảm ơn chị Nga nhá. Nào có chỉ biết có chỉ còn vài cái thôi ạ. Còn vài cái bộ tin này 20k này mọi người này. Đấy, em cho mọi người xem chất tuần này. Đấy, rất là đẹp. Chất áo nhà em mịn lì luôn nên là mọi người yên tâm nhá. Mọi người yên tâm, chất áo nhà em mịn lì, hàng sóc cực kỳ là chuẩn hàng luôn. Hàng ở Châu, hàng loại 1 nên là các chị yên tâm nhá. Yên tâm luôn, mua hàng nghe luôn, em bảo hành luôn cho các chị luôn, không bao giờ bị xù. Mọi người cho vào máy giặt thoải mái luôn, giặt không bao giờ bị xù đâu ạ. Áo này thì gồm có 3 màu nè, màu vàng, màu hồng phấn và màu hồng sen. Ai chốt không ạ? Ai chốt thì comment luôn cho em nào. Ai chốt thì comment luôn cho em nào. 3 màu nhá các chị nhá. 3 màu này. Ai chốt không ạ? Ai chốt thì comment luôn cho em nhá. Ai chốt thì comment luôn cho em ạ. Đây có một cái áo này dành cho những cái cô nào trung trung tuổi này. Em chào chị Xu Hương nhá. Nào áo sơ mi mọi người ơi, like sớm thế, đang rảnh mà, đang rảnh thì like luôn. Tí nữa con cúng đi nhạc nó không like được. Chưa like, cả này đang bị cuồng like. Đi ra ngồi đây đổ mất của mẹ. Đi ra mẹ đánh vào bấm. Nghe không? Đánh nhá. Nào áo sơ mi nào các chị ơi, 70k áo sơ mi này. Ôi dồi ôi, đẹp kinh khủng luôn này. Chất cực kỳ là đẹp luôn, lên form cực kỳ là đẹp này. Bởi vì em chào chị Quách Thơm nhá. Nào áo sơ mi này 70k, ai chốt không ạ? Để em thử cho các chị xem nhá. Áo này lên form cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người có thể show pin với Hồng Pizza và báo cho nhanh lên mẹ đăng ạ. Chị Linh ơi, em xả hết mà. Đi ra. Mẹ ơi, mẹ lôi cổ con bống ra mẹ tẩn nó chặn ngon mẹ. Chào chị Mai Lan nhá. Chia sẻ bị chặn mẹ rồi. Chào chị Yến nhá. Nào, ai chốt áo sơ mi lót ngoại 70k áo này rẻ kinh khủng luôn. Mọi người không mua ở đâu cái áo nào với giá 70k áo này đâu ạ. Rẻ nhất mọi người mua trên thị trường bây giờ 150-160 nghìn cái áo như thế này. Đấy, chỉ còn vài cái thôi nhá. Vài cái nhá nhá mọi người nhá. Ai chốt thì chốt nó cho em nào. 70k áo này nào, chỉ duy nhất nhà em mới bán giá như thế này thôi. 70k áo này, đấy, mặc lên form mọi người thấy không? Rất là trắng, rất là đẹp luôn. Sơ mi thoải mái luôn, đang like, phải nhẹ. Cái gì? Nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng được, khổ thế chứ này. Chào dì Yến nhá, dì Yến sang nhà mẹ cháu chơi nhá. Cháu đang chơi ở đây này, bị đuổi lên đây. Nào, ai chốt nó áo này cho em ạ? Các màu cho các chị lựa chọn luôn. 70k áo này quá rẻ luôn. Nếu mà đầu vụ ai mua nhà em áo này 160.000 luôn áo này nhá. 160.000. Còn vài cái nên là em xả luôn. Cho em xem màu ba lỗ có cổ đi ạ. Chị ơi, áo ba lỗ có cổ em cầm ở đây mỗi một cái màu xanh thôi. Nhưng mà cái kiểu như thế này thì có ba màu, màu trắng và màu đen nhá. Đây nhá. Đây nhá chị nhá. Màu này có màu này này. Màu xanh, màu trắng và màu đen. Nhưng mà em bên ngoài em cầm mỗi cái áo này đi thôi. Đấy. Nếu mà chị chốt áo nào thì chị comment cho em. Hoặc là tí em có thể, nếu mà về thì em sẽ chụp ảnh cho chị xem màu đấy nhá. Không nghĩ Thơm 14 có cô dâu giỏi thế. Em cảm ơn chị Thúy nhá. Nào ai chốt nốt áo này cho em ạ. 70k áo này này, chỉ duy nhất nhà em mới bán với giá như thế này thôi ạ. 70k cho những bạn nào mà chia sẻ bài nhá. Dành cho những bạn nào chia sẻ bài nào. 70k áo này ai chốt nốt không ạ? Có các màu nhá các chị nhá. Có các màu nhá. Nào ai chốt nó không ạ? Xem có pin nhiều rồi. Cho chị cái màu xanh. Chị Thúy ơi, chị lấy áo sơ mi à hay là áo ba lỗ nhỉ? Đây nhá, áo sơ mi màu xanh này. Có màu xanh này này. Màu xanh này cũng đẹp này. Đây nhá, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn này. Thanh Thanh 42kg thừa sức vừa chị nhá. 42kg vừa nhá. Cho chị cái áo ba lỗ màu xanh. Ok nhá. Em chốt cho chị Thúy cái áo ba lỗ màu xanh nhá. Hết màu xanh nè, chỉ còn màu trắng và màu đen nè. Thanh Thanh ơi, chỉ còn màu trắng và màu đen nhá. Chỉ còn màu trắng màu đen nhá. Cháu cảm ơn bà Lan nhá. Nào ai chốt áo sơ mi không ạ? 70k áo sơ mi này. 70k áo sơ mi này. Đây nhá các chị nhá. Đấy, màu cực kỳ là đẹp luôn này. Toàn những màu đẹp thôi ạ. Toàn những màu đẹp thôi ạ. Ai chốt cho em ạ? Ai chốt không nào? Màu hồng rất là đẹp này, màu hồng em đang mặc về. Lên dáng cực kỳ là đẹp luôn này, màu xanh thế này. 70k áo này, ai chốt không ạ? 70k áo này chỉ còn vài cái thôi nhá. Chỉ còn vài cái thôi ạ. Ai chốt thì chốt luôn cho em nhá. Không thì tí nữa mọi người đến em bán hết, không có đâu. Rất là đẹp luôn. Em định lấy cái màu xanh ý.
thì có chị lấy rồi. Chị ơi, màu trắng với màu đen cũng rất là đẹp mà, màu trắng cũng rất là đẹp luôn. Nếu chị 42 kg chị có thể màu trắng để cho to, cho nó béo, trông nó béo á. Em còn màu trắng và màu đen ấy. Chị có chốt màu trắng thì comment cho em nhá. Nào, ai lấy áo sơ mi không ạ? Hoặc là chị có thể lấy áo sơ mi này chị này. Đây, áo sơ mi em mặc lên rất là đẹp này. Áo này ngoài thị trường bây giờ bán với giá 150-160. Xem cái cọc đen. Chị ơi, cọc đen em lại không cầm ở đây rồi. Đây, em lên trên mạng ngoại nên em chỉ cần cầm vài cái đi thôi. Cầm vài cái cho mọi người trên này lấy nên là em không cầm nhiều đi. Thì có gì thì tối em sẽ like và các chị có thể theo dõi nickname của em nhá. Nào mọi người, ai chốt không ạ? Ai chốt ạ? Đây nhá, màu hồng em mặc rất là đẹp luôn này. Màu hồng này không ai lấy là em lấy mặc luôn. Em mà muốn được mặc em mặc tất. Nào mọi người nào, ai chốt không ạ? Đây nhá. Đấy, áo màu này cũng rất là đẹp này. 70k một cái áo như thế này quá rẻ luôn, mọi người không mua ở đâu vì áo giá rẻ như thế này đâu ạ. Nào, mọi người chia sẻ bài cho em nha. Bán giá này chỉ với những bạn nào mà chia sẻ bài của em nhá. Bật chế độ theo dõi nickname của em nhá. Nào, ai chốt không ạ? Ai chốt không ạ? Mua đi hiền. Nào, ai chốt áo này không ạ? Đây nhá, toàn áo đẹp thôi. Toàn áo đẹp thôi, nhà em chất thì mọi người yên tâm luôn. Chất cực kỳ là đẹp, hàng shop nên mọi người cực kỳ đấy. Em cho xem mọi người xem xác luôn. Nó không phải là cái hạng mà cái dạng áo chất vải vậy thôi. Nhưng mọi người mua mà giặt 2-3 hôm nó xù hết lên rồi ạ. Đẹp quá mà bà chả mặc vừa. Tối nay thì em sẽ like váy. Tối nay em sẽ like váy nên mọi người nhớ theo dõi Facebook của em nhá. Nào, ai chốt nó áo này không ạ? Chỉ còn vài cái nào. 70k áo này ai chốt không ạ? Đấy, có các màu luôn này. Lên phong cực kỳ là chuẩn đây, mọi người nhìn em mặc đây. Lên phong cực kỳ là chuẩn, mọi người có thể sew vin với quần hoặc là sew vin với chân váy nhá, rất là đẹp nhá. Em chào chị Bích Nghi nhá. Em chào chị Bích Nghi nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Chết rồi, điện thoại hết pin làm nào giờ thế đấy. Nào, có quần áo Duyên mặc vừa đi học không? Dì ơi, Duyên mặc vừa áo sơ mi này. Áo sơ mi Duyên mặc vừa này. Quần bò đầy. Quần bò nhiều lắm nhưng mà cháu chả cầm đây. Chào Nam Huy nhá. Bóng ơi, giúp cho mẹ cô sạc đây Bóng ơi. Nào, ai chốt áo này không ạ? Dì Bánh ơi, áo sơ mi này Duyên mặc vừa này có size S nhá. Có size S Duyên mặc vừa thoải mái luôn. Lấy màu gì thì bảo cháu luôn nhá. Không thì chiều mai cháu xả hết. Mọi người đến xem một khi là nhà mặt không còn ấy. Áo sơ mi này con Duyên là chỉ gì thừa sức vừa. Bao nhiêu? 70k gì Bánh ơi, 70k nhá. Nếu mà gì lấy cho Duyên thì bảo luôn cháu nhá. Không là không có hàng đâu. Đợi em sạc pin nhá. Không phải đang like nó lại sập mất nguồn. Nào, 70k áo này ai chốt không ạ? Có áo không dáng ôm nào không? Cô Linh à, có nhá cháu nhá. Đành phải like chỗ này vậy, gần ổ điện. Làm tên nào để giữ được điện? Nhà em toàn đồ nữ thôi. Em ra, em ngồi góc này nó hơi tối một chút. Lấy quần bò giá bao nhiêu gì? Dì Bánh ơi, không phải hỏi giá nhá. Không phải hỏi giá đâu. Mày có bán đắt hơn gì đâu mà sợ. Chào Hoài Ngọc nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Đây nhá chị nhá. Áo dáng ôm này, áo dáng ôm còn duy nhất một cái áo này. Đây, áo kiểu này có duy nhất một cái nhá chị nhá. Hơi tối một chút các chị chịu khó để ý cho em nhá. Đây nhá, có duy nhất một cái này 50k này. Đấy. Cái này dáng ôm sơ vin với quần quần bò có không? Chị ơi, quần bò có nhưng mà em lại không cầm ở đây. Em lên trên ngoại nên không cầm nhiều quần áo đi. Đấy. Em đang bán mỹ phẩm nên là rất là bận, không có thời gian mặc quần áo nên là còn vài cái em xả lỗ toàn bộ luôn. Không phải nói phép là lỗ một nửa luôn ạ. Nhưng các chị mua giá nhanh, các chị không phải lăn tăn gì đâu ạ. Đây nhá, ai mà hỏi em áo dáng ôm nhỉ? Đây nhá, còn duy nhất một cái áo này nhá, 50k này. Còn áo này 50k. Có quần bò đùi không?
bò đù được 1 đến 2 cái thôi chị ạ. Mọi người chắc chắn nha em nhá, ai đặt hàng thì nhớ lấy giúp em nhá. Đây nhá mọi người nhá, áo cổ tim này, áo cổ tim 20k này. Ba màu nhá, ba màu, màu vàng, màu hồng sen và màu hồng phấn. Ai chốt thì chốt nốt vài cái thôi. Đây nhá mọi người nhá, tiếp tục là áo chào Thu Minh nhá. Tiếp tục là áo chống nắng nhá mọi người nhá. Đi đâu ấy Bóng ơi? Yên tâm luôn này. Đây nhá, áo chống nắng này. Áo chống nắng còn có 3 cái thôi ạ. Để chị thêm cái áo cổ tim, lấy 2 cái màu vàng, màu hồng. Chị lấy 2 cái à? Một màu vàng, một màu hồng à? Chị lấy hồng sen ạ? À? À hồng sen này à? Hồng sen hay màu phấn chị ơi? Ok chị Thúy nhá. Nào, áo chống nắng nào. Áo chống nắng từ 52-53kg đổ xuống mặc vừa áo chống nắng nhà em nhá. Còn duy nhất 3 cái này, màu xanh và màu đỏ. Đấy nhá, màu xanh và màu đỏ. Ai lấy hồng phấn ok chị Thúy nhá. Chị Thúy nhắn tin luôn cho em số điện thoại của chị nhá. Có gì đầu giờ chiều em đi ship hàng cho mọi người thì em gọi luôn chị lấy hộ em nhá. Nào, còn 3 cái áo chống nắng. Mẹ ơi mẹ đừng có tắt wifi con nhá. Đây nhá. Đấy. Chất cực kỳ em nhá, còn duy nhất 3 cái thôi này. Xả lỗ luôn. 70k. Có quần bò cổ xuyên không màu gì đấy. Ai chốt con này? Đây nhá, mọi người áo này ai chốt lấy cho em nhá. 70k áo này cũng có màu này và màu xanh nhá. Màu này và màu xanh nhá. Ai lấy thì chốt luôn cho em nhá. Màu xuyên mặc vừa áo sơ mi đấy, có lấy thì bảo cháu luôn nhá. Chào Tấn Vân nhá. Nào, còn duy nhất một cái áo của cô, những cô trung tuổi này. Mọi người này, đây này, áo này đẹp thế. Đấy. Màu này nhá, bao gấu này. Đấy, bao gấu này. 80k nào. Vải cực kỳ là mát, cái chất này cực kỳ là mát luôn này. Ai lấy thì comment nốt cho em nhá. Ai lấy thì comment nốt cho em nào. Cô chào cháu chưa? Có ai muốn xem mẫu nào nữa không? À mà còn mỗi ngần ấy mẫu ơi. Như ai vừa đặt hàng thì comment luôn cho em số điện thoại nhá. Để tí em ship luôn nhá. Thì em điện thoại hết pin nên là em sẽ kết thúc livestream đây. Mọi người tối theo dõi em nhá. Em sẽ like xả toàn bộ váy nhá mọi người nhá. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người theo dõi livestream của em nhé. Bye bye.